kính thưa toàn thể đại chúng hôm nay trong buổi giảng pháp này thầy muốn chia sẻ với đại chúng tiếp tục những bài kinh những câu chuyện về nhân quả để phật tử chúng ta có đầy đủ lòng tin sâu vào nhân quả nhân quả nói rất đơn giản nhưng mà thật sự cũng không đơn giản chút nào để hiểu và tin được nhân quả cũng không phải dễ thưa đại chúng Ừ. Ai tin chắc nhân quả thì người đấy sẽ là người tốt, người đấy sẽ tiến lên. Vì mọi sự tu tập Phật Pháp của chúng ta cũng là dựa theo nhân quả. Từ phàm phu cho đến thành Phật đều theo nhân và quả hết. Thưa đại chúng, cho nên là Phật tử thì chúng ta phải thường xuyên nghe và suy gẫm về những cái chuyện nhân quả để chúng ta biết đường mà tu tránh ác làm lành. Cái rất là cốt lõi của Phật giáo Đức Phật dạy bỏ hết mọi việc ác, vâng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Là lời chư Phật dạy. Đó là căn bản của sự tu tập. Thế cho nên hôm nay thầy sẽ đến với đại chúng với cái chủ đề ác tâm và quả báo thầy trích dẫn câu chuyện trong tích truyện pháp cú kinh pháp cú để các phật tử chúng ta cùng nghe cùng suy gẫm và chúng ta có thêm lòng tin về nhân về quả về nghiệp báo luân hồi để chúng ta vững tâm tu tập trên con đường Phật Pháp. Mời đại chúng cùng vào câu chuyện. Bài Pháp này được dẫn bởi hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là nói về tiền kiếp trước của cái nhân vật này. Và câu chuyện thứ hai là nói về cái kiếp tiếp theo của vị ấy. Câu chuyện về kiếp trước như thế này. Một thổ nọ tại vương quốc Azita xảy ra cái nạn đói. Có một người tên là Kotu Halaka, không đủ ăn nghèo khổ. thì mới bàn chuyện cùng với vợ và đứa con mới sinh, đi đến Kosambi để kiếm sống. Thế thì hai vợ chồng Rắc díu nhau đi bồng đứa con nhỏ đi đến Kosambi để kiếm ăn thì trên bước đường đi đó thì họ cũng đói mệt hết lương thực rồi cho nên ấy, sức khỏe họ rất yếu bế đứa con còn nhỏ thôi đứa con còn rất nhỏ mấy tháng tuổi thì họ cũng thấy mệt lắm cho nên người chồng mới bảo vợ này bà nếu chúng ta còn sống thì sẽ có những đứa con khác hãy vứt bỏ cái đứa nhỏ này lại để đi tiếp tức là vứt cái đứa con nhỏ này đi bà mẹ lúc nào cũng tự ái nên mới trả lời tôi không bao giờ vứt bỏ đứa con còn sống thế ông chồng mới bảo vậy ta phải làm sao thì bà vợ bảo thôi thay phiên nhau mà bế nó vậy chứ sao thế rồi họ lại đi thế khi mà đến phiên anh chồng anh ấy bế thì anh ta mệt quá rồi cho nên anh ta mới lén lén đi chậm sau cho vợ đi trước và anh ta đã vứt đứa bé vào trong một cái bụi rậm và anh ta tiếp tục đi thế thì đi được một quãng đường thì cô vợ quay lại thì không thấy đứa con đâu thì cô hoảng cô la lên là con tôi đâu rồi thì anh chồng nói là tôi vứt nó vào trong bụi cây rồi và cô vợ cô nổi đoá lên cô bảo trời ơi ông đừng có giết tôi thiếu nó tôi sống sao nổi trả lại con cho tôi và thế là anh này phải quay lại tìm lại đứa con thế và đấy thưa đại chúng trong kinh thì nói do cái nhân ác này mà về sau cái anh chồng này này sẽ bị trả cái quả báo là sẽ bị bảy lần bị cha mẹ vứt bỏ đấy, vứt con đi rồi sau đó thì sẽ bị phải trả cái quả đấy Thế sau đó thì hai vợ chồng đi đến một cái, cái làng này, Ở làng đó thì có một cái vị gia chủ cũng giàu có. Vị gia chủ này thì thường xuyên phát tâm cúng dường cho một vị. tu sĩ đã chứng quả Bích Chi Phật. Chúng ta biết là có Đức Phật toàn giác và Đức Phật Bích Chi hay là Phật duyên giác.. Nghe không? Đó, Phật duyên giác là những vị, mà công đức chưa thể viên mãn như đức Phật toàn giác của chúng ta. Đã. những vị này do tự tu và giác ngộ lý nhân duyên mà thành tựu mà chứng đạt cho nên gọi là Phật duyên giác hay là Bích chi Phật. Thế thì gia đình cái nhà ông gia chủ này ông rất là thành kính cúng dường vị Bích chi Phật này. Hai vợ chồng này cũng đi đến đó à, vào đó rồi eh, xin ăn được cái ông gia chủ này ông cũng cho ăn uống. Thế và cái anh chồng này thì đói quá, cho nó ăn rất nhiều. Thế trong nhà ông gia chủ này thì có một con chó cái, con chó cái này nó cũng đang có mang. Thế thì ông gia chủ ông cũng cho nó ăn và ăn đồ ăn ngon. Thì anh chồng này thấy nó ăn đồ ăn ngon cũng cũng rất là thèm, đang đói mà <laughs> nghĩ sao mình khổ thế con chó nó còn được ăn ngon như thế. Thế và hôm ấy thì anh đói quá anh ăn rất nhiều và anh bị bội thực. Thế là đêm hôm ấy anh chết. Anh chết rồi thì cái thần thức của anh ấy nhập vào bào thai con chó cái đấy, nhập luôn vào trong bào thai đấy. Thế và thưa này chúng cô vợ thì xin cái ông chủ đấy cho ở lại để để làm thuê ở đấy và cô này cũng rất có tâm tuy làm thuê được đồng lương rất thấp thôi nhưng mà cô ấy cũng vẫn dành một phần ra để sớt bát cúng dường cho cái vị bích chi phật này với tâm rất thành kính thế và thưa đại chúng thì sáu bảy tháng sau thì con chó cái này nó nó sinh ra cái một đàn chó trong đó có con chó con chính là chồng của cái cái cô này thế mà cái con chó con này thì nó thường theo cái ông chủ khi nó lớn dần lên nó theo ông chủ khi ông chủ này đi đến à, cái chỗ cái thất tu của vị bích chi phật ấy, để thỉnh ngài về cúng dường thì con chó nó cũng đi theo và nó cũng rất là quý vị bích chi phật này nó quấn quýt xung quanh chân thế rồi có những hôm thì vị gia chủ này không đi được thì đã cho con chó nó đến nó đến cái, cái thất của vị bích chi phật này nó sủa nó kêu lên tức là vị bích chi phật biết là vị gia chủ gửi lời mời. Thế là vị lại đến nhà gia chủ này để nhận sự sớt bát cúng dường. Và con chó nó cứ làm cái việc ấy thường xuyên, rất là chăm chỉ. Có hôm thì nó sẽ dẫn đường cho vị Bích Chi Phật đi. Đó. có khi cụ Bích Chi Phật cụ thử xem con chó này có tinh khôn không, cụ thử đi lạc đường. Thì nó đã, nó đã cắn vào cái gấu y của Ngài và kéo Ngài đi đúng đường để về về nhà nó để chủ nó cúng dường. Vị Bích Chi Phật này sau một thời gian ở cái ngôi làng này thì phải tính chuyện đi nữa để làm cái ruộng phước điền cho, cho nhân thiên, cho nơi này, nơi kia chứ không thể ở mãi trong cái làng này được. Thế thì hôm ấy vị Bích Chi Phật này quyết định đi thì con chó này nó đã đi theo. Và khi mà vị Bích Chi Phật này mới dùng thần thông bay lên trên trời thì con chó nó đứng dưới và nó nó nó, nó thương tiếc nó, nó xót xa và cuối cùng thì nó nó vỡ tim nó chết như này chúng tức là nó rất là quý rất là trung thành dạ và kinh thưa này chúng ấy, trong kinh nói rằng sau khi mà con chó này nó chết ấy, thì do cái phúc báu mà nó phụng sự vị Bích Chi Phật cung kính vị Bích Chi Phật nó được sinh lên cõi trời 33 là một vị chư thiên ở trên đó rất là sung sướng đã sung sướng đấy thưa đại chúng do cái phúc báo đấy thế nhưng cái vị này ấy, lên trên đó thì cũng không thọ bao lâu à, vì lên cõi trời sung sướng quá vị mải chơi quên ăn thưa đại chúng mải chơi quên ăn thì cuối cùng do quên ăn cho nên vị chết Chết ở cõi trời Và khi chết ở cõi trời thì vị liền đọa sinh à, Xuống dưới trần gian này Và vị sinh vào Bào thai Của một cô kỹ nữ à, Một cô kỹ nữ Ở đây thầy nói là câu chuyện kiếp trước Là như vậy đấy Về kiếp trước Của cái anh chồng này Là một cái người Mà vứt bỏ đứa con Còn rất là À, nhỏ của mình à, sơ sinh vứt bỏ con do ác tâm như vậy mà đến cái kiếp tới đây á, anh bị trải quả báo bảy lần bị vứt bỏ bị cha mẹ à, bỏ đi và muốn giết đi đó thế thì câu chuyện bây giờ là sang câu chuyện um, gọi là hiện kiếp của anh ấy thì qua cái câu chuyện về tiền kiếp này để đại chúng mới thấy chúng ta khởi ác tâm nó sẽ chiêu cảm cái quả báo và khởi thiện tâm chúng ta cũng được cái phước lành tuy là con chó thôi nghe, con chó nhưng mà với cái tâm quý kính của nó với một vị tu sĩ ở đây là vị bích chi phật mà nó cũng được phước báo sinh thiện đấy thưa đại chúng mà nó có làm gì đâu nó chỉ là quý kính rồi dẫn đường cho ngài thôi và và với cái tâm hết sức yêu kính Đó, okay. trong kinh thì nói là Đức Phật có dạy là lòng người thì khó lường nhưng mà loài thú thì lòng nó lại đơn giản vào cho nên người ta thì cũng có câu giúp vật thì vật trả ơn mà giúp nhân thì nhân trả oán cái câu đó không phải là không có lý của người ta đại chúng giúp con vật ấy, thì thường nó lại rất là thẳng tâm nó nghĩ nó đền ơn à ừ. chùa mình thầy trước đây hay tổ chức đi phóng sinh ấy. có những lần phóng sinh xong thì con cá nó cứ bơi quần đi quần lại cái tâm nó như là muốn, muốn đền ơn ấy. Gọi là giúp vật, vật trả ơn. mà giúp nhân thì nhân thì trả oán, giúp người thì sao người trả oán. Cái này nó có lý đấy, thưa đại chúng. Con người ta rất sẵn cái tâm vô ơn, thưa đại chúng. Tại sao lại thế? Khi người ta khó khăn được giúp đỡ thì người ta chịu ơn. Chịu ơn mình rồi đến khi mà họ thành đạt. Thì sao? họ muốn hết cái ơn này đi, không phải mang ơn nữa. thứ hai họ không muốn là tôi thành đạt thế này là do người kia giúp đỡ tôi, mà tôi thành đạt thế này là do tôi, không phải do sự giúp đỡ của người kia. chính vì thế mà người ta muốn phủi cái ơn ấy đi. à, muốn phủi cái ơn ấy, cho nên ấy, người ta trở thành người vô ơn, có khi lại trở thành oán nữa. Đấy. Cái chuyện này là chuyện nó rất thật trong đời. Ừ, rất thật trong đời thưa đại chúng. Bởi thế cho nên nên chùa chúng ta bắt buộc phải tu tu tâm biết ơn. Đức Phật là người biết ơn và đền ơn. Đệ tử Phật phải tu tập cái tâm này. Chứ còn trong chúng ta cái hạt giống vô ơn đến thưa đại chúng nó nhiều lắm. Nhiều lắm. Vô ơn cả với mẹ cha Vô ơn cả với Thầy Tổ Vô ơn với những người giúp mình Cứu đỡ mình Khi mình khó khăn hoạn nạn Chúng ta Cái tâm biết ơn nó ít lắm thưa đại chúng ừ. Cái người mà Khi thọ ơn rồi ấy, Nhanh nhanh chóng chóng trả ơn Cái người ấy cũng chưa hẳn đã là người Nặng ân nặng nghĩa đâu Vì muốn cho mình Nhanh hết nợ Cái người ấy không phải Cho nên phải dám thọ ơn dám nhận ơn của người ta và có thể mang ơn suốt đời cũng không sao thầy cũng đã từng gặp có những người mà thọ ơn của ai là nhanh nhanh đền ơn người ta trả ơn ra giúp ra xong thế là xong để mình không phải mang ơn nữa Đại chúng có thấy không có thấy trường hợp này không mong muốn là trả ơn thật cho nhanh để đỡ mang ơn mang yếc, phiền tại sao mang ơn mà lại phiền chúng ta phải mang ơn rất nhiều trong bốn ơn của chúng ta có cái ơn này, ơn của chúng sinh vạn loại cái ơn đấy muôn loài chúng sinh cũng đều có ơn với mình đấy. cho nên đức phật cũng thế vì cái tâm biết ơn đền ơn chúng sinh cho nên ngài mới quyết trí tu hành thành tựu đạo quả để đền đáp ơn mà cái ơn đấy phật mang mãi Đến bây giờ thành Phật, Phật cũng không hết cái ơn cơ mà. Đức Phật vẫn mắc nợ cái ơn của chúng sinh mà. Chưa trả hết đâu. Thế tại sao chúng ta mang ơn ai thì chúng ta tính phải trả nhanh, trả nhanh để khỏi mắc nợ, sợ mắc nợ. Cái nợ gì, nợ tiền, nợ bạc thì trả cho sớm đi. Nhưng mà nợ ơn thì không nhất thiết mang suốt đời được. Và ơn ấy ta phải khắc ghi. Thế mới là người tốt. Đấy, chính vì thế người ta bảo là giúp nhân thì nhân trả oán là vì cái tâm uh, vong ơn của chúng ta, cái tâm mà bản ngã của chúng ta uh, không muốn mang ơn ai, muốn là tự mình tự tôi làm được, tự tôi thành tựu, không phải nhờ ai. Đó, thưa đại chúng. Thế cho nên là Đức Phật có dạy là như vậy, Đấy, lòng người nó rất phức tạp. Đấy, chúng ta làm sao phải tu tập bằng được cái tâm này và wow. cái tâm biết ơn phải tràn đầy trong chúng ta thì mới xứng đáng là người con Phật chân chính. Bây giờ sang câu chuyện hiện kiếp của cái anh chàng anh chàng này ra sao? Sau khi anh ấy lên trời xong á, du hưởng cái lạc thú cõi trời một thời gian ngắn, anh mải vui quá, anh ấy không chịu ăn mà anh đã hết thọ mạng cõi trời, anh rớt xuống trần gian, thì anh ấy thác sinh làm con của một kỹ nữ ở cô sambi con của một cô gái cô này gọi là gái làng chơi đấy gọi là kỹ nữ vừa mới lâm bồn cô gái này đã hỏi ngay người hầu là đẻ con trai hay con gái khi cô này cô đẻ thì cô đã hỏi ngay là tôi đẻ con trai hay con gái đấy ừ. <laughs> thưa đại chúng thế và biết tin là cô ấy đẻ con trai thì sao thưa đại chúng à đố này chúng biết làm sao <laughs> đúng và từ nói rất chính xác cô biết tin ấy, khi mà cái người đỡ đẻ người ta bảo trời ơi bà sinh con trai rồi bà ơi bà buồn lắm và bà đã ra lệnh vứt đứa bé cho đứa bé vào cái giỏ và vứt đi À, thế đây là mấy cô gái làng chơi thế lại chúng nếu mà đẻ con gái thì để nuôi nuôi để còn nối nghề của mình đẻ con trai thì vứt đi <laughs> thế đây là lần thứ nhất anh chàng này bị mẹ vứt đi bỏ đi ừ, cái tội đấy thế cho nên ấy anh chàng này ấy, sau khi mà hưởng cái phúc cõi trời rồi xuống trần gian cái phúc cõi trời được hưởng là do cái tâm cung kính yêu quý đức tu sĩ bích chi phật và bây giờ xuống trần gian làm con cô kỹ nữ này thì đè ra một cái đã bị cố bắt vứt đi và đứa bé được cho vào cái giỏ cũ đem vứt ở ngoài đống rác quạ và chó xung quanh nhưng mà do phước báo kiếp trước chẳng con nào làm hại đứa bé Nghe à? chú này vẫn có cái phước báo thường ấy mà vứt như thế là có thể là chết hoặc là quạ chó nó đến nó cắn chết nó ăn thịt à, nó ăn thịt chứ thế nhưng mà do cái phước đức che chở cho nên chú ấy vẫn không bị làm sao lúc ấy có một người đi đến thấy chuyện lạ tiến lại xem họ gặp đứa bé trai liền khởi tâm thương xót và nhặt lên mang về nuôi à, thế là có người đến bãi rác nhặt được mang về nuôi hôm đó thì cái viên trưởng khố ở kosambi vào cung vua gặp thầy tế lễ xem thiên văn và được cái thầy tế này thầy cho biết là hôm nay sẽ có một đứa con trai ra đời và đứa này sau này sẽ trở thành trưởng khố trọng yếu của cái thành phố này kosambi này tức là cái ông trưởng khố tức là giống như bây giờ gọi là giống như ông thi trưởng á, cái ông mà, mà lãnh đạo của cái thành phố này này ông đi vào trong cung vua thì ông này gặp cái ông thầy, thầy tế thầy cúng đó ông này là xem thiên văn địa lý thì ông bảo là hôm nay là có một đứa bé sinh ra và cái đứa bé này sau này lớn lên nó sẽ làm trưởng khố rất là quan trọng đó tức là thay cái chức của ông này đấy thay chức ông trưởng khố này thì và ông trưởng khố này ở nhà thì đang có thai gần đến ngày sinh nhưng hôm đó vẫn chưa sinh viên trưởng khố bèn gọi một cái bà nô lệ tên là Kali cho một nghìn đồng tiền bảo là đi lùng khắp trong thành phố này tìm xem có đứa bé nào mới sinh ra hôm nay đem về gấp cho ông. Ông ta tính chuyện. Nghe Nếu vợ ông ấy mà sinh ngày hôm nay thì ông yên tâm rồi nhưng vợ ông chưa sinh và ông cũng sắp đẻ rồi. Cái vợ ông trưởng khố này. Đã, thế vợ ông ấy cho cái người hầu một nghìn đồng. Chắc một nghìn đồng cũng giá trị lắm bảo đi tìm ngay trong ngày hôm nay có đứa nào sinh ra để bắt mang về đây thì người hầu này đi tìm khắp nơi cuối cùng gặp được nhà mà đón đứa bé về hỏi thăm và bà ta đã trả giá từ một xu cho đến một nghìn đồng tiền và cuối cùng đã chuộc được đứa bé mang về à, cuối cùng cái nhà kia cái nhà mà nhặt được đứa bé ở bãi rác cũng đồng ý cho chuộc về khi mang đứa bé về thì ông trưởng khố ông nuôi đứa bé ở trong nhà với cái ý định thế này nếu sau này vợ mình mà đẻ đấy vợ mình mà đẻ con gái thì cho nó lấy cái thằng bé này để nó làm trưởng khố thay chức của mình còn nếu vợ mình mà đẻ con trai thì giết thằng bé này đi Nghe không? đó và ít ngày sau thì vợ ông ta hạ sinh một bé trai thế này gay go rồi ít ngày sau và ông đẻ luôn thằng con trai ông bèn bảo với người hầu Kali mang đứa bé nuôi này để ngay vào lối chuồng bò vào giờ đi ăn để chúng dẫm chết đứa bé đây là lần thứ hai bố mẹ vứt đi tức là lại mang đứa bé đặt đến ngay cửa chuồng bò và ông nuôi rất nhiều bò để cho bò nó dẫm cho chết đi Đấy và dặn người hầu là bao giờ nhìn kỹ nó chết rồi hãy về báo cho ta. Người hầu làm theo lời của ông dặn. Ngay khi cửa chuồng bò vừa mở thì con bò đực đầu đàn xông ra trước tiên. Khác với thường lệ nó thường đi sau cùng. Hôm nay nó lại đi trước tiên. Đi đến chỗ đứa bé, nó dạng bốn chân ra che kín đứa bé và đứng yên ở đó. <laughs> Đây chúng thấy không? Thế thằng bé này số nó chưa chết, không chết. Thế người ta gọi là cái phước. Đấy, chân có người bảo là số chưa chết mà, thì không thể chết được. Nghe không? Thế con bò này nó lại dạng chân ra, chắn đứa bé ở đấy, thì không có con nào dẫm vào nó cả. dạ Hàng trăm con bò lần lượt đi qua, chạm sát vào sườn nó, nhưng mà cái quang cảnh này không qua khỏi mắt của cái người chủ bò đấy. Thế thì cái người chủ của đàn bò, ông ta nhìn thấy cái hiện tượng lạ thế này, ông ta đi đến và ông ta mới lại bé đứa bé mang về nuôi, nghe không? tức là cái ông trưởng khố bắt cái bà hầu này mang đứa bé đến một cái nhà ông chủ này nuôi rất nhiều bò thả ở trước cửa chuồng bò. thế nhưng mà cái con bò đầu đàn á nó nó lại giang chân ra nó cứu sống thằng bé. thế là là cái ông chủ là ông mới biết là thằng này là lạ rồi ông mới đón về nuôi, đón nuôi. thế thì người hầu á, mà lại về kể lại cho ông trưởng khố thì ông trưởng khố làm sao đấy? ông lại đưa cho một nghìn đồng tiền đến để bảo đến chuộc lại cái thằng bé này thế và khi mà chuộc được đứa bé về thì ông trưởng khố lại bảo bây giờ lại mang nó ra ngoài đường để ở chỗ mà sẽ có những cái xe bò nó đi qua thế thì cái người hầu này lại mang đứa bé đặt ra ngoài đường biết là ngày mai sẽ có một đoàn 500 xe bò nó đi qua à, thế thì là đặt ở đấy thế nhưng mà khi đặt đứa bé ở đấy thì làm sao mà cái đàn bò nó kéo xe đến đấy nó lại, con đầu đàn cũng đứng lại không kéo nữa đấy, không kéo nữa thế mà cái ông mà mà trưởng đoàn ông đánh mãi không đi cuối cùng ông đứng xuống nhìn thì nhìn thấy thằng bé nằm ngay trước bánh xe đấy, thế này chúng thấy cũng là lạ. đấy thế đây là lần thứ mấy lần thứ ba rồi lần thứ ba bị vứt đi rồi bị đem đi giết rồi Đó. thế và cái ông này ấy, cái ông mà trưởng đoàn ấy, ông lại nhặt đứa bé này về làm con nuôi và sau đó thì cái người hầu này cũng biết sự việc báo cho trưởng khố trưởng khố lại đưa một nghìn đồng tiền vàng đến để chuộc thằng bé về khi chuộc về rồi thì trưởng khố bảo bây giờ thôi quăng nó lên trên lùm cây ở trong cái bãi thiêu xác chết ấy, cho chim cho quả nó ăn thịt nó đấy đây là lần thứ tư à, thế thì cái, cái người hầu kali này lại mang đứa bé về và quăng nó lên trên một cái lùm cây thế và cũng đâu có ngờ đứa bé thì khi mà nó bị quăng lên cái lùm cây đấy thì nó rớt xuống dưới rớt xuống dưới thì có một đàn dê nó đi qua thì làm sao có một con dê cái nó lại ngửi thấy mùi nó chui vào trong đấy chui vào trong đấy thế là nó cho thằng bé nó bú à nó cứ ở y trong cái đám cỏ đấy không chết cái thằng bé cũng không chết thế cuối cùng cái ông chủ đàn dê thấy thiếu cái con dê cái này thì đi tìm thì vào là tìm thấy con dê cái ở trong này và lại thấy thằng bé đấy ông lại đón về ông nuôi thế <laughs> này chúng thấy câu chuyện nó rất là ly kỳ ừ. thế thì lần này ấy, ông trưởng khố ông lại nói người hầu mang tiền đến để chuộc đứa bé về và thôi bây giờ mang nó lên trên núi cao và ném xuống để cho nó nó chết. Đã. Thế thì khi mà người hầu này ấy, lần này lần thứ thứ năm mang đứa bé lên trên núi cao và ném xuống, thì ném xuống làm sao nó lại mắc vào một cái bụi cây và giữa cái đám tre này ấy, nó lại rất là êm, nó cũng không chết, nó không chết. Ngày hôm đó cái người đi rừng ấy, đi chặt tre đấy, đấy thì người ta đi vào đến nơi người ta lại nghe thấy tiếng khóc của trẻ con thế là người ta thấy thằng bé và đón về để nuôi đấy như vậy đại chúng là năm lần <laughs> bị vứt bỏ rồi mà không chết thế chúng ta mới thấy là cái phước đúng không phước nó bảo bọc che chở ta không chết được chúng ta phải tin cái nhân quả nó như vậy đấy ừ, nhân quả ông mang đứa bé về nuôi và lần này thì người hầu Kali lại được ông trưởng khố bắt phải đến chuộc và khi chuộc đứa bé về nhà thì ông trưởng khố ông phải nuôi thôi ông nghĩ thằng này nó cũng mệt rồi thế thì nuôi nó lớn lên và ông đặt tên cho nó là gosaka bây giờ nó có tên mới là gosaka Đó. nhưng mà nó vẫn là một cái gai trước mắt ông ấy vì giờ ông có một thằng con trai rồi bây giờ lại phải nuôi thằng gosaka này nữa và ông vẫn tìm cách để giết cậu bé. Nhưng từ này chúng là ông là trưởng khố thì ông không thể tự tay ông giết được. Nó sẽ tai tiếng mà sự việc mà phát giác ra là ông chết. Yeah. Cho nên phải mượn tay người khác. Mà đấy, mượn tay cái, cái người hầu tên là bà Kali này này thì năm lần rồi mà không giết được nó. Thế thì lần này ông ấy mới đi đến cái nhà người bạn làm thợ gốm, là bạn thân và dặn với ông ấy rằng là tôi có một đứa con riêng, tôi có đứa con riêng tức là giống như đi là ngoài ra thú đó, thì tôi sẽ bảo nó đến ông, tôi bảo nó cầm cái cái lá thư à, đến và ông nhận được biết nó là cái thằng con riêng tôi thì ông giết nó đi, đấy. mà cho ông một ngàn đồng tiền, đấy ông nói là tôi có một đứa con riêng, con tư sinh và tôi sẽ gửi đến cho ông ông cho nó vào một cái phòng kín lấy búa chém nó ra thành từng mảnh rồi cho vào lò gốm của ông ấy để mà nung đốt cho nó cháy hết đi à, và đây là tiền của ông đây thưởng tiền cho ông Đã. thì cái ông, ông thợ đồ gốm này ông nhất trí thôi ông nghĩ là ông ông giết xong cho một cái lò gốm ông lung thì còn ai mà tìm thấy được tung tích nữa thế và hôm sau thì là ông trưởng khố liền sai gosaka đi đến nhà cái ông ông đồ gốm này đã. thế thì gosaka lên đường rời khỏi nhà một đoạn đường thì gặp ngay con trai của ông trưởng khố đang chơi đánh đáo đánh bi đấy thế thì nó mới ghé vào vì là hai anh em trong nhà mà Đã. thằng này thì là anh thằng kia là em thế thì cái thằng con trai ruột của ông ấy nó hỏi là thế mày đi đâu đấy thì gosaka bảo là tôi mang lời của cha đến cho ông thợ gốm Đã thế thì cái cậu con trai ruột đấy này bảo mày để đấy tao đi tao đi cho yeah. mấy đứa này nó đánh nó thắng tao nhiều quá tao bị thua nhiều quá giờ mày phải ở lại mày đánh thắng chúng nó <laughs> vì mất nhiều tiền quá rồi yeah. thế thì thằng uh, gosaka nó bảo nhưng mà tao sợ cha lắm về cha đánh chết nó bảo không tao sẽ nói cho yeah. thế là nó nhận cái phần mang mang thư đến cho ông thợ gốm đấy, và thằng gosaka cứ ở đấy là đánh đánh đáo đánh bi với, cái, với, với bạn kia và nó đánh thắng à, nó đánh từ sáng đến tối <laughs> thế thì này chúng biết ấy, khi mà cái cậu con trai ruột ông trưởng khố này đi đến nhà ông thợ đồ gốm mang lá thư đến thì thế là vào là ông xử lý luôn ông băm luôn cho lò đốt luôn thế thưa này chúng đốt luôn và Gosaka thì chơi đáo chơi bi suốt ngày đến chiều tối mới về viên trưởng khố ngạc nhiên hỏi ngay thế mày về đó ư nghe không nên thế đi về gô ca liền kể lại toàn bộ câu chuyện ông trưởng khố tái nhợt mặt như cắt tiết vào gầm lên trời ơi khổ tôi chưa à, ông thầy chết rồi và ông tức tốc chạy đến nhà ông thợ gốm vặn vẹo đôi tay riêng gì ông thợ gốm ơi ông giết tôi mất rồi tôi chết mất tôi chết mất ừ, chết rồi ông giết mất con của mình rồi Thờ gốm thấy ông hốt hoảng như vậy thì vội chấn tĩnh ông này thưa ngài đừng làm ồn công việc tôi đã làm xong rồi gọn gàng hết rồi. đau buồn như là trái núi sụp xuống viên trưởng khố phải gánh chịu sự đau khổ cùng cực như tất cả những ai đã làm hại người vô tội nha yeah. chúng đấy ông trưởng khố đại chúng thấy cái nhân quả nó sợ không hại người cuối cùng hại đến chính mình Đấy. và đức phật mới dạy bài kệ thế này dùng trường phạt không trường làm ác người không ác tức là làm ác với người không ác làm hại cái người không ác trong 10 loại khổ đau chịu gấp một loại khổ hoặc khổ thọ khốc liệt thân thể bị thương vong hoặc thọ bệnh kịch liệt hay loạn ý tán tâm hoặc tai vạ từ vua hay bị vu trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị nát tan, hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa tai thiêu đốt khi thân hoại mạng chung, ác tuệ sinh địa ngục. Đức Phật dạy bài kệ này để nói những kẻ ác khởi ác tâm hại người hiền thiện, hại người không ác thì quả báo phải chịu. Đấy. Ở đây cái ông trưởng khố này khởi ác tâm Ông thực sự ông là ông ác đấy Ông đến như vậy Và cuối cùng ông chịu cái quả báo lại Chính ông phải giết con ông à, Chứ ông giết con ông à, Và ông đau khổ cùng cực Cho nên chúng ta thấy Cái việc khởi tâm ác Làm việc ác Mà làm việc ác với người không ác Rất là đáng sợ Thì Trong kinh Đức Phật Có dạy Người ác hại người hiền giống như ngửa mặt lên trời mà nhổ nước bọt không làm bẩn được trời lại rơi vào mặt của người nhổ đấy cho nên ý, câu chuyện đến chỗ này để chúng ta làm sao chúng ta phải tránh cái tâm ác còn chúng ta nguyện giữ mình là người hiền thiện, là người tốt. Ta cứ là người tốt, ta cứ là người hiền thiện, ta không ác hại ai. Ai ác hại mình, người ấy phải tự hứng chịu nhân quả. Nhân quả là như vậy, thưa đại chúng. Chứ không thể không có nhân quả được. Sợ nhất là mình không là người tốt thôi. Ta hãy giữ cho ta là người tốt. À, wow. đại chúng mà chúng ta là con Phật phải tu như vậy thôi. Mình cũng không thể bắt người ta tốt với mình được, người ta ác hay người ta như thế nào là quyền của người ta. Người ta ứng xử với mình thế nào là quyền người ta. Nếu người ta biết tin nhân quả, biết sợ những cái ác báo thì người ta không làm việc ác. Còn người ta không tin nhân quả, người ta có quyền làm. Đương nhiên người ta làm người ta cũng phải phải chịu hậu quả đấy là nhân quả vào wow. cho nên nhớ phật dạy đấy nếu mà gây ác với cái người hiền thiện thì trong 10 loại khổ đau phải chịu gấp một loại khổ phải chịu gấp một loại khổ đấy. phải chịu cái loại khổ đấy. cái ông trưởng khổ này nếu mà ông ông bị quả báo ông chết ngay thì ông chưa phải là khổ lắm đâu nhưng mà ông thấy đứa con yêu quý nhất của ông ấy bị như thế này, ông mới đau khổ. Cho cũng nói câu chuyện đối với chùa mình thế. Tất cả những ai ác hại đối với chùa mình, rồi họ cũng phải chịu nhân quả thôi. Đấy, thưa đại chúng, vì Thầy vẫn tin chắc chắn và khẳng định chùa mình là một ngôi chùa tốt, là chùa phụng sự chúng sinh thật sự, là chùa một chân thật vì chúng sinh cho nên ai ác với mình thì ác, đương nhiên họ tự gánh chịu nhân quả. Cái quả báo nó có thể là đến sớm hoặc đến muộn, nó còn tùy tùy theo theo duyên, nhưng chắc chắn không thể không có quả báo. Đấy, thưa đại chúng, đấy là sự thật. Mình mình chỉ cần mình giữ mình chân thật, mình tốt thôi à, mình không làm điều gì xấu ác, không làm hại ai, à, mình một lòng phụng sự vì đời vì chúng sinh thôi. Còn ai người ta ác với mình, quyền của người ta và và họ đương nhiên phải phải chịu nhân và quả. Đó. viên trưởng khó không thể nào nguôi ngoai nỗi đau ấy và càng đau khổ khi nhìn thấy mặt của Gosaka nên cứ phải tìm cách để giết cậu đi. Như vậy là Gosaka đã sáu lần rồi, bây giờ còn lần thứ bảy nữa. Này. Lần này, ông sai cậu mang một lá thư đi đến người quản lý một trăm ngôi làng của ông, tức là trưởng hố có quyền rất là to. Ông ta quản lý cả một trăm ngôi làng. Thế thì bây giờ, ông về, ông mới sai Gosaka là mang một cái lá thư đến cái ông quản lý một trăm ngôi làng này. Mà trong lá thư đấy, ông nói là tôi sai cái đứa bé này đến ấy ông gặp được nó ông phải giết nó đi nha đây cũng ý đồ như vậy thế và gosaka lên đường khi mà đến nhà của cái ông quản lý này này thì ông quản lý này ông nghĩ đây là con trai của ông trưởng khố cho nên ông rất là quý đấy viên quản lý này có một cô con gái 16 tuổi rất xinh đẹp à và để giữ tiếng tốt và an toàn cho hai con ấy, thì ông bà cho cô ở tầng trên và trong tòa lâu đài bảy tầng tức là ông bà cái ông bà quản lý này này có một đứa con gái 15, 16 tuổi rất là xinh gái rất là quý thế thì hôm ấy cô con gái sai nàng hầu đi chợ giữa đường cái người hầu này này gặp bà mẹ và được bà nhờ trải chỗ ngồi cho gosaka vì bây giờ cái ông quản lý này vẫn nghĩ Gosaka là con ruột của ông trưởng khố cho nên rất là quý vì đây là con của sếp mình. Nghe không? Quý trọng lắm. Vì cái cậu này cậu mang lá thư cậu để trong người. Ừ, chưa trao. Đấy. Thế thì khi mà cái cô con gái này ấy, của nhà ông quản lý này về bị cái cô chủ cô mới dày vì đi về trễ thì mới kể lại là phải đến để mà à, chạy chiếu Ừ, rồi là dọn giường cho Gosaka Thì khi mà Cái cô con gái của ông quản lý này Nghe đến cái tên Gosaka Thì không hiểu cái duyên nợ thế nào Cô lại khởi cái tâm thương ngay Rất là thấy thích Nghe thấy tên này đã thấy rung động trái tim rồi Này chúng có nghe thấy Cái chuyện này bây giờ không ừ. Cái chuyện này cũng giống như ông cấp cô đọc Lần đầu tiên ông nghe Tên Đức Phật là toàn thân ông rung động Ông chưa gặp Đức Phật đây là nhân duyên đặc biệt thì cô con gái này cũng thế Nghe lần sau thì đức phật mới nói là cô con gái này lại chính là vợ của cái anh chàng này trong kiếp trước đấy là cái người vợ mà, mà bồng con ấy. đấy do cái người vợ này chăm chỉ cúng dường vị bích chi phật khi mà làm người ở ở cái nhà ông gia chủ đầu tiên ấy, của kiếp trước ấy. cho nên những người vợ này được phước báo cũng sinh thiên hết phước sinh thiên thì tái sinh sáng sinh xuống cái gia đình nhà ông quản lý này rất giàu có và xinh đẹp, thế nhưng mà cái duyên là vợ chồng tiền kiếp, cho nên bây giờ gặp nhau nghe đến tên là đã thấy rung động rồi, này chúng mới thấy cái cái nhân duyên nó nó kỳ quặc chứ nó rất là là lạ, thế thì cô này chính là vợ kiếp trước của Gosaka và do cái phước báu mà cúng dường Bích Chi Phật, và do luyến ái như thế, nên bây giờ tình cảm trối dậy. Yeah. Cô hân hoan hỏi thăm về chàng trai khi được biết chàng trai đang nằm ngủ với lá thư ở viền cổ áo, cô liền gỡ lá thư mang về phòng để đọc. Nghe không? Và khi cô đọc thư thì cô mới thấy Trời ơi nghe không? Nếu mà mình không đọc lá thư này thì chắc chắn là Gosaka sẽ bị cha mình giết chết” thế và cô mới, mới xé cái lá thư ấy đi và cô ta viết một lá thư khác nghèo tôi viết lá thư khác cô ấy xé lá thư và viết một cái lá khác nhại lại giọng của ông trưởng khố thế này đây là gosaka là con trai của tôi hãy kiếm lễ vật từ trăm ngôi làng này và cho nó sửa soạn lễ cưới cho nó với con gái của ông <laughs> Nói chung À, chúng thấy câu chuyện nghe nó cũng rất là ly kỳ xây một ngôi nhà hai tầng ngay giữa làng cho hai vợ chồng chúng nó rồi vân vân nhiều thứ xong việc hãy báo tin cho ta rằng đã làm đúng như vậy ta sẽ hậu thưởng xứng đáng <laughs> cô này cũng đáo để đáo để đáo thế thì sau khi mà cô ấy buộc lại bức thư vào áo của gosaka rồi gosaka trình cái bức thư cho ông ông quản lý này thì ông đọc xong rồi thì ông hay quá rồi mình lại được làm thông gia với trưởng khố thì còn gì bằng nữa thế là ông tổ chức đám cưới luôn nghe không khi mà đám cưới mọi cái xong xuôi hết rồi á thì ông mới báo tin cho ông trưởng khố biết là đã làm đúng như lời dặn trong thư viên trưởng khố nhận được tin này thì ông sao ông ngã ngửa ra chỉ còn biết than thân rằng mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên đúng là mình không <laughs> làm gì được ai yeah. chúng thấy rất là kỳ yeah. phần ông ta buồn giàu vì con chết phần đau đớn vì mưu kế mình sụp đổ lòng ông lúc nào cũng như lửa đốt và ông sinh ra cái bệnh tiêu chảy ông vẫn không hạ được cơn tức tối về gosaka ông vẫn nghĩ bằng mọi giá ta không thể để cho Sugosaka thừa kế gia sản của mình bây giờ thì nó mang danh là con mình rồi mình mà chết là nó phải thừa kế gia sản thôi thế giờ ông không muốn nghe không ông trưởng khố này này từ đó không giết được rồi, ông làm gì ông chịu rồi và vợ của cô Saka thì đã biết được cái âm mưu này rồi cho nên là mà khi mà biết tin là bố chồng ốm thì hai vợ chồng tổ chức về thăm về thăm và đến nơi thì ông này ông ốm nặng lắm rồi nghe không nặng và ông ấy bố trí là ông nói với người hầu ấy là khi mà Gosaka về nhà thì bắt Gosaka đứng dưới chân và cho vợ đứng ở, ở đầu ông ấy để ông căn dặn. thế thì khi mà ông ấy bắt đầu ông ấy dặn ấy, thì ông mới nói thế này, ông nói là ông bắt cái người quản lý trong nhà ông đọc cho ông là tiền của của ông bây giờ có bao nhiêu, bao nhiêu triệu đồng tiền vàng bao nhiêu châu bò gia súc thì đọc hết cho ông để ông nghe ông định nói thế này với cái người mà quản lý trong nhà ông là tất cả những tài sản này ta sẽ không cho con trai của của ta không cho gosaka ông định là sẽ nói như thế bắt cái ông quản lý kê khai xem tài sản rồi có nhiều ông sắp chết rồi mà và tâm của ông nghĩ là ta sẽ không cho thằng con trai này ông nói là thế tâm ông muốn thế thế nhưng mà không hiểu làm sao thì mồm ông lính quỳnh thì ông này nói là tất cả tài sản này ta cho con trai của ta Ê, đại chúng, đại chúng, có chuyện này xảy ra người đại chúng rất là có mà chúng ta đấy nhiều khi lên muốn phát biểu nói câu này cuối cùng lại nói câu khác trận mình mới bảo là bị ốp mà mình muốn nói câu này mà nói thành câu khác rất nhiều vị như thế đấy thế thì ông này cũng thế Ông định trong tâm mơ là nói là ta không cho Gosaka. Thì cuối cùng ông này mở miệng, ông nói là ta cho Gosaka tất cả tài sản đấy, bao nhiêu triệu đồng tiền vàng này cho Gosaka. Thì cô vợ của Gosaka nghe xong nghĩ rằng nếu mà để ông ấy nói lại một lần nữa thì sợ ông sẽ nói khác đi. Vì thế, cô mới giả vờ như là quá đau buồn, bứt tóc, bứt tai kêu khóc vì bố sắp chết rồi, cô này cũng khôn lắm cô mới nói, ôi cha ơi, cha thân yêu, cha nói thật đấy chứ, dù vậy chúng con cũng thật là bất hạnh và đau lòng khi nghe những lời của cha nói, nghe không? nói rồi cô ta dùng cả người đè lên ông, thế là ông tịt không nói được nữa, ông đang bệnh, à, ông đang nằm trên giường bệnh, mà, hấp hối, thế là cô gục người cô lên, thế là ông không nói được câu nào nữa. Chứ bây giờ ông nói lại là ông bảo thôi ta không cho là chết rồi. Nghe không? Đó. Thế và viên quản lý thì cứ nghe thấy đúng như thế là thống nhất là thôi tài sản này là của Gosaka thôi. Đó. Thì kính thưa đại chúng, đó là cái câu chuyện về Gosaka và sau đó thì ông này chết và Gosaka được vua phong làm trưởng khố thay chức của của bố mình. Và như vậy là cái lời mà tiên tri kia đúng là cũng đúng đấy. Thì qua cái câu chuyện này ấy, để đại chúng thấy sao? Câu chuyện đến đây thì là kết thúc. Nhưng mà để chúng ta thấy nhân quả không thể mất. Không? Đấy, Gosaka tiền kiếp khởi ác tâm vứt bỏ con mình thì sau này mình phải bị trả quả không phải là một mà đến bảy lần bị cha mẹ vứt bỏ muốn giết đi đây chúng ta thấy cái, cái tội đấy thế còn ông trưởng khố này ấy, thì cũng là khởi ác tâm Nghe không? tất cả nó đều là cái nhân duyên trùng trùng điệp điệp hết đấy. ông trưởng khố thì khởi ác tâm đó cho nên ông cũng lại trả cái quả báo rất đau đớn đau đớn tự mình giết con mình và mình hại gosaka không được đó thì kính thưa đại chúng thì qua bài kinh này để thầy mong rằng đại chúng thấy nhân quả nó như thế thực sự nhân quả là điều không phải dễ hiểu đâu thưa đại chúng cái này là quả nhưng có thể lại là nhân cho tương lai đấy cho nên có thể vừa là quả nhưng đồng thời lại chính là nhân đấy, chính là nhân thì chúng ta phải hết sức cẩn thận vậy chúng ta chỉ có mỗi một cái con đường duy nhất đó là canh phòng cái tâm của mình giữ tâm của mình làm sao cho nó thật là tốt đẹp ta không trở thành người ác khi xưa chưa biết phật pháp chúng ta có thể là người ác đương nhiên ý, khi ta không biết phật pháp ta khởi ác tâm thì ta vẫn chịu ác quả vì nhân quả nó có chừa ai đâu nó cũng không kể đấy là phật tử hay không phải phật tử đấy là vua là quan hay là dân không kể ai cả nó vẫn xảy ra. Nhưng mà khi chúng ta đã giác ngộ Phật Pháp, biết rõ nhân và quả rồi, thì chúng ta phòng tâm mình. Nghe không? Ngay từ trong trứng nước là tâm, không để cho nó khởi những cái ác tâm. Thế, lại chúng. Thế cho nên chùa ta thì chư Tăng tối nào cũng phải kiểm tâm. 9 giờ 30 là giờ kiểm tâm, tự kiểm lại tâm mình xem ngày hôm nay mình có khởi những ác niệm nào không để mình sám hối nghe không và ngày mai phòng không cho nó khởi nữa thưa đại chúng với cái tâm phàm phu của chúng ta và với cái tập nghiệp tham sân si như chúng ta thì ác tâm nó khởi rất nhiều thưa đại chúng à, không phải dễ đâu Thế cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta phải bỏ việc ác mà muốn bỏ việc ác thì phải bỏ tâm ác. Yeah. Tâm mình phải bỏ những cái tâm ác. Tâm ác đó là hại người, vào wow. làm tổn hại người, ác hại người đấy. Vũ oan giáo họa cho người, vào wow. giành giật của người, tranh cướp của người, những cái ác tâm ấy, canh ghét đố kỵ vân vân những cái ác tâm Và wow. bất thiện ấy chúng ta phải kiểm cho thật kỹ rồi chúng ta phải làm tất cả việc thiện việc lành đó. bây giờ chúng ta chăm chỉ làm việc lành thì việc ác nó cũng tự dần dần nó nó bớt đi cái tâm của chúng ta nó giống như là cái, cái thùng thóc đó. Nghe không? Đó. nếu mà ta đổ cái thóc giống này vào nhiều thóc nếp vào nhiều đó, thì cái thóc kia nó sẽ phải bớt đi ừ. nó chỉ có sức chứa như thế thôi chân ta mà đổ nhiều hạt giống thiện vào ta gieo nhiều hạt giống thiện vào thì hạt giống ác nó cũng tiêu dần đi. để cho nên chúng ta phải chăm làm các việc thiện, việc tốt. chính môi trường của đại chúng, môi trường chùa là cái môi trường để cho mọi người được gieo thiện nhân, và nhận ra được những cái bất thiện để mình trừ bỏ. Đấy. hôm trước có một bạn hỏi thầy là tu sĩ nhất là tu sĩ trẻ thì làm lợi ích gì cho quốc gia xã hội thầy đã nói đấy các thầy quả thật không cuốc không cày không cầm súng ở chiến trường nhưng mà các thầy cũng thật sự là những người công dân xây dựng và bảo vệ đất nước này dân tộc này chứ thực sự vì xây cái tâm hồn con người bảo vệ tâm hồn con người mới thật là quan trọng khi tâm hồn con người ta mà hư mục À, hỏng nát rồi thì cả xã hội ấy sụp đổ đấy thầy nói đấy cái câu chuyện mà anh giết cả gia đình em vừa rồi đấy là sao là những người này tâm hồn của họ không được tưới tẩm những hạt giống thiện chất đầy sân si tham lam ở trong đấy người anh ấy là người giàu tham lam giàu sân hận có phải không đấy làm gì nếu người anh mà biết được tu tập được học phật pháp thì anh phải nhường cho em hy sinh cho em bao bọc cho em chứ Đó. làm anh cả anh lớn thì phải thế gọi là làm anh thì phải nhường em chứ trên kính mà dưới mình phải nhường Đó. mình phải nhường nhìn, cho em một chút đất cho em mấy chục triệu không đáng gì Và thì làm sao lên chuyện thế người em kia mà lại biết tu mà học gia đình ấy có học phật pháp thì em phải kính anh Và mình phải kính anh, dạy vợ dạy con mình biết tôn trọng anh thì có lẽ ông anh cũng không đến cái nỗi ấy. Nhưng mà ông em cũng lại tham rồi cũng lại hư bất kính. Cho nên có thể có những lời nói xúc phạm nghe không? Xúc phạm làm cho ông anh ông cũng cộng với cái nghiệp tham sân của ông nữa, nó thành chuyện khủng khiếp như vậy. Thầy nghĩ câu chuyện ấy nó rất đau buồn, không phải chỉ là gia đình ấy mà cả cái xóm cái làng ấy cũng buồn khổ lắm. Nó sẽ nhiều ngày, và nhất là những người cha, người mẹ của những các cái tội nhân, phạm nhân đấy, nạn nhân đấy, đau khổ lắm, thưa đại chúng. Đau khổ lắm đấy, rất xót xa. Ừ. Nếu biết tu Phật Pháp, nếu có lòng tin Phật Pháp, tin nhân quả, thì làm gì có những chuyện ấy xảy ra? Thế nên chúng ta thấy Phật Pháp vô cùng quý, Thầy tin các Phật tử của chùa mình đây đã học hiểu Phật Pháp rồi, ít nhiều biết tu tâm rồi, thì sẽ biết quản lý tâm mình, không để đến những tình trạng ấy xảy ra. Nghe không? Chúng ta có thể bực lên một chút, sân một chút thôi, xong rồi thôi. Rồi thì hỷ xả Nghe không? Trong nhà anh em chưa hiểu nhau thì giận nhau một chút, xong rồi hỷ xả được ngay. Vì mình có Phật, Và mình có Phật, mình có bạn đạo, mình có rất nhiều. Và wow. chân tu học Phật là được rất nhiều. À, và cái đặc biệt nhất là tâm chúng ta được nuôi dưỡng, được nâng đỡ và được gọi là nâng tầm cao lên. Khi ta lên một cái tầm cao ta nhìn thấy mọi việc nó khác. Ta không còn cái thấp thỏi chấp nhặt nhỏ bé nữa. Đó là giá trị của Phật pháp. Thế cho nên ấy người tu học Phật chúng ta dù ở tại gia hay xuất gia đều là người làm lợi ích cho chúng sinh, cho nhân quần xã hội. Chúng ta là những người tốt thì tự mình đã làm cho đất nước được trị an tốt rồi. Phải không? Rồi mình lại còn giúp cho nhiều người khác tốt lên. Cho nên thời kỳ nào mà Phật Pháp được hưng thịnh thì đất nước hưng thịnh. Chúng ta nhớ câu chuyện thời Trần. Nhờ? Vua đi tu, các quan đi tu rất là nhiều. Cho nên thời đó đất nước hưng thịnh Lòng dân an ổn Vững lòng tin à, Cho nên chúng ta biết Phật Pháp mới là cứu độ chúng sinh Vô cùng quý Đấy. Thì qua cái câu chuyện trong Kinh Pháp Cú hôm nay Là câu chuyện mà Thầy nghĩ các Phật tử có thể à, Cũng đã thường được nghe về nhân quả Nhưng mà hôm nay Thầy muốn Cùng với các Phật tử Nghe câu chuyện này nữa để chúng ta nhắc lại, ôn lại cái tư duy về nhân quả, chúng ta phải tin chắc, tin nhân quả gọi là chính tín, mà không tin nhân quả là tà tín. Rất nhiều người người ta không tin nhân quả, cũng không tin luân hồi, không tin có tâm linh, nghĩ rằng chết là hết, làm gì có gì, nha, nghĩ rằng chết là hết. Đấy. Thì kính thưa đại chúng, thầy thì thầy có thể khẳng định thế này. 99% dân Việt Nam là tin có tâm linh. Thầy khẳng định như vậy. 99%, còn có thể 1% nữa. Thế thì tại sao Thầy dám nói thế? Thế chúng nếu mà không có tin tâm linh ấy, thì chẳng ai dỗ cha, dỗ mẹ, dỗ ông, dỗ bà làm gì. Đúng không? Chẳng ai thắp hương làm gì cả. Ừ và thưa đại chúng kể cả mình chắp tay trước ảnh trước tượng của một vị lãnh tụ nào đấy thôi mình khấn cũng là tâm linh đấy và chúng ta đấy thế chúng ta cũng không cần phải là lập đền thờ cho đến cả nghĩa trang liệt sĩ cũng là tin tâm linh chứ nếu nghĩ là chết là hết rồi chả có tâm linh gì cả thì chúng ta chả phải thờ phượng gì cả đúng không là hết rồi mà chết là hết có gì đâu khấn làm gì thờ làm gì à, đó cho nên này, từ đó thầy nói là dân mình nói thật sự ai cũng là tin có tâm linh ai cũng thế chứ không phải không. không thế thì chúng ta biết tâm linh mà nói nó là sự thật tâm linh là tâm của mình vậy đấy tâm của mình tại sao gọi là linh vì nó rất là huyền diệu rất linh thông cho nên gọi là tâm linh Nghe không? Cái chữ linh là gì đấy Linh thông, huyền diệu, mau nhiệm Cho nên gọi là linh đấy, Thì gọi là tâm linh Ai mà chẳng có tâm Mà đã có tâm thì nó phải linh Nghe không? Cho nên ai cũng có tâm linh đấy, Thế thì tâm linh không thể là không có Tâm linh không thể là không thật được Nó vô hình thôi Cũng giống như điện Cách đây mấy trăm năm không ai biết điện là gì à, Nói đến điện có ai biết, ai tin là có đâu. Nhưng bây giờ chúng ta thấy có điện, mặc dù không ai nhìn thấy điện, không ai sờ được điện, nhưng mà điện vẫn hiện hữu, vẫn có thật. Thì tâm linh cũng như vậy. Ta không nhìn thấy nó, ta không sờ được tâm linh, nhưng mà tâm linh là thật. Không ai có thể phủ nhận được những cái sự thật này. Và nó là sự thật thì mãi mãi nó là sự thật. Đấy, thì hôm nay Thầy rất mong qua bài kinh hôm nay Mong các Phật tử tin chắc về nhân quả để chúng ta tu hành. Chúng ta quyết mà trừ bỏ các thói hư tật xấu, các ác tâm bất thiện của mình, quyết hành thiện bằng được. Nghe không? Nghĩ ra các việc tốt, những việc làm lợi ích cho mình, lợi ích cho đời, lợi ích cho mọi người, cho chúng sinh để mình tu tập. Đó chính là lời mười phương chư Phật dạy chúng ta. Thầy chúc đại chúng luôn luôn tinh tấn. Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni